Bạn ơi, chào mừng mọi người đã quay trở lại với buổi giải đề ngày hôm nay của chị. Thì trong buổi giải đề ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục với cuốn KML số 12, Reading Test 3 và Passion Number 3 ha. Thì dạng đề bài đọc ngày hôm nay chúng ta gặp phải đó là Music and the Emotions, và dạng đề đầu tiên chúng ta gặp phải đó là dạng đề No More Than Two Words, không quá điền từ và chỗ trống mà không quá hai từ ha. Thì cái ở đây keyword chúng ta sẽ thấy đó là nghiên cứu Montreal gì đây. Vậy thì để làm được dạng đề này thì chúng ta cần phải underline một số keyword và xác định cái dữ liệu chúng ta cần điền ở đây là dữ liệu gì. Vậy thì cùng chị đọc qua cái đoạn này nha. Thì các cái người, những cái người tham gia, những cái người đã được thuê cho cái nghiên cứu, cho cái nghiên cứu này thông qua các quảng cáo thì họ sẽ có là gì? Thì cái những cái người này thì cái hoạt động não bộ của họ thì sẽ được quan sát trong khi họ nghe cái âm nhạc yêu thích của họ, và người ta đã phát hiện ra rằng là cái âm nhạc thì nó sẽ kích thích cái hệ thần kinh của não bộ để sản xuất ra, để tạo ra một cái chất. Thì cái chất này có tên gọi là gì? Mình cần tìm một cái chất ở đây, ở hai cái phần của não bộ, mà hai cái phần này thì nó liên quan đến cái cảm xúc gì. Ở đây 28, 29 của mình là gì? Các nhà nghiên cứu đồng thời cũng quan sát được thấy rằng thì cái hệ thần kinh ở cái phần mà của bộ não có tên gọi là gì đó thì kiểu giống như là khá là hoạt động, đúng chưa? Nó hoạt động rất particularly active, nó cực kỳ kiểu giống như năng nổ. Chỉ trước khi cái gì, trước khi mà cái phần âm nhạc yêu thích của cái người tham gia thí nghiệm á nó xuất hiện, đúng chưa? Và cái khoảng thời gian này thì người ta được biết đến như là cái gì ở đây, mình điền vào đây. Activity, các hoạt động in this part, trong cái phần này của não bộ thì nó liên quan đến cái việc kỳ vọng về những cái giải thưởng, về những cái kích thích giải thưởng như là reward stimuli such as. Ở đây 31, ví dụ mình điền vào đây ha. Rồi vậy thì để giúp cho mọi người hiểu bài hơn đó, thì chị sẽ dịch từ cái đoạn A vào. Nhưng thực ra cái bài này của chúng ta thì chúng ta nên đọc ở từ cái đoạn B, bởi vì keyword mình nằm ở đây. Nên mà anyway thì mọi người chịu khó mình theo dõi từ cái đoạn A luôn ha, để cái gì mình có thể hiểu hơn, dẫn dắt vào bài của mình một cách trôi chảy hơn. Vậy thì tại sao ở đây người ta nói là gì? À, tại sao ấy, thì âm nhạc lại khiến cho chúng ta có cảm xúc? Một mặt ở đây người ta viết sai lỗi chính tả nha mọi người, nó chỉ có on the one hand chứ không có one the one hand nha. Một mặt á, thì âm nhạc á, thì nó là gì, một cái dạng nghệ thuật trừu tượng thuần túy mà nó sẽ không có ngôn ngữ và cũng không, cũng như là không hay là cái ý tưởng rõ ràng. Chưa kể đến á, and yet, mặc dù á, thì âm nhạc nó nói rất là ít, nhưng mà nó vẫn bằng cách nào đó nó vẫn chạm vào cái cảm xúc của chúng ta một cách sâu sắc. Khi chúng ta nghe những cái bài hát yêu thích của chúng ta thì cái cơ thể của chúng ta nó sẽ bộc lộ ra hết những kiểu giống như là những cái triệu chứng của cái sự hưng phấn. Thì mọi người thấy ở đây cái betray của mình là gì? Betray thường mọi người nghĩ là gì? Phản bội, đúng không? Nhưng thực ra betray trong trường hợp này nó còn 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 có một nghĩa khác, đó là show feelings and emotion. Vậy thì cơ thể của chúng ta thì nó sẽ bộc lộ hết tất cả các triệu chứng của việc cảm xúc hưng phấn. Đồng tử của chúng ta, đồng tử trong cái con mắt của chúng ta thì nó sẽ giãn ra, đúng chưa? Cái mạch máu và cũng như là cái huyết áp, blood pressure, cái huyết áp thì nó sẽ tăng tăng lên. Độ dẫn điện của da thì sẽ giảm xuống, ok không? Và vùng tiểu não, vùng liên quan đến cái chuyển động của cơ thể thì nó hoạt động một cách kỳ lạ. Máu, thậm chí là máu thì nó còn được điều xuống bên dưới các cái cơ của chân chúng ta, hay nói một cách khác thì âm thanh nó đã khuấy động chúng ta từ cái gốc rễ của sinh học luôn. Tiếp tục nè, ở cái đoạn tiếp theo nè, thì trong một bài báo gần đây á, trên tờ tạp chí Nature Neuroscience của một nhóm nghiên cứu ở Montreal, Canada, thì đã đánh dấu một cái bước quan trọng trong cái việc tiết lộ cái nền tảng chính xác của các cái kích thích khoái cảm một cách mạnh mẽ. Và đó là âm nhạc, đúng chưa? Mặc dù á, thì cái nghiên cứu này nó sử dụng rất là nhiều, nó involves nè, nó sử dụng rất là nhiều các công nghệ fancy xịn sò, đúng chưa? Trong đó bao gồm cái công nghệ fMRI và công nghệ quét tách lớp BET. Thì cái thí nghiệm á, bản chất của cái thí nghiệm á, thì nó rất là đơn giản. Sau khi quét 217 các cá nhân, những người mà đã phản hồi lại với các cái bài quảng cáo mà kiểu để tìm kiếm, để yêu cầu những cái người mà họ đã trải qua cái mà người ta gọi là chills, trải qua cái cảm xúc chills khi mà họ nghe cái âm nhạc gì
nhạc không lời đúng chưa? Thì các nhà khoa học ấy, thì đã giới hạn các cái nhóm đối tượng này xuống còn 10. Sau đó thì họ yêu cầu các cái đối tượng này nè thì đưa ra các cái danh sách các bài hát yêu thích của họ, hầu hết là nằm ở ở tất cả kiểu giống như đại diện cho tất cả các cái loại âm nhạc luôn, từ techno cho đến tango. Và sau đó thì khi và sau đó thì các nhà nghiên cứu này họ sẽ chơi các cái âm nhạc này đúng chưa, trong khi chơi cái âm nhạc đó, bật cái âm nhạc đó lên cho những cái người tham gia thí nghiệm nghe, trong khi á thì cái bộ não của những người tham gia thí nghiệm á thì cái hoạt động bộ não của họ á, thì sẽ được quan sát. Thì bởi vì các cái nhà khoa học này họ đã kết hợp hai phương pháp đó là PET và fMRI nè, thì họ đã đủ khả năng, họ đã có thể nhận được gì, một cái bức tranh mô tả chi tiết và chính xác một cách đáng ngạc nhiên về âm nhạc trong não bộ. Và cái điều đầu tiên mà họ phát hiện được đó là gì, đó là âm nhạc ấy thì nó sẽ kích thích cái việc sản xuất của chất dopamine. Đây là một cái chất hóa học mà nó đóng vai trò quan trọng trong cái việc mà kiểu giống như là điều chỉnh cảm xúc của con người đúng chưa. Thì cái chất dopamine này thì nó được sản xuất ở trong các cái tế bào thần kinh ở hai cái khu vực này của não bộ, và cả hai cái khu vực này á, thì nó đều có liên quan đến các trải nghiệm về xúc cảm. Và cái phát hiện này á, thì cũng không có gì là ngạc nhiên lắm. Vậy thì cái câu 37 này của mình, 27 này của mình có phải là nó tạo ra cái chất gì dopamine gì đây ở đây không? Right? Bởi vì nó sẽ kích thích cái phần thần kinh của não bộ tạo ra cái chất có tên gọi là, ở đây chính là âm nhạc, nó sẽ trigger cái sự sản xuất của cái chất này đúng chưa. Đây là một chất hóa học đã đóng vai trò quan trọng trong cái việc mà kiểm soát cảm xúc của, kiểu giống như là quản lý cảm xúc của con người đúng chưa. Thì cái chất này thì nó được sản xuất ở trong cái tế bào thần kinh, cái tế bào thần kinh ở hai khu vực này của não bộ. Và hai cái khu vực này của não bộ thì người ta nó associated chính là liên với cái gì đây, với feeling, cái cảm xúc ở đây là gì. Vậy thì cái cảm xúc ở đây chính là pleasure, đúng chưa? Cái khoái cảm. Ok, vậy thì bây giờ tiếp tục, chúng ta qua cái đoạn tiếp theo nè. What is rather, nhưng mà kiểu giống như người ta nói ở cái việc sản xuất ra chất dopamine này nè thì nó cũng không có gì là đáng ngạc nhiên, mà cái điều đáng ngạc nhiên đó là cái việc phát hiện ra là gì, tế bào thần kinh dopamine ở trong cái caudate này. Cái caudate này á, là một cái khu vực của não bộ liên quan đến cái việc mà tìm hiểu cái mối liên hệ giữa cái gì, giữa kiểu giống như giữa kích thích và phản ứng, và cũng như là dự đoán được cái thức ăn và cũng như là các cái kích thích phần thưởng khác. Thì cái khu vực này á, thì người ta phát hiện ra cái khu vực caudate này nè thì là cái khu vực tụi nó sẽ kiểu giống như hoạt động sôi nổi nhất là vào khoảng 15 giây trước khi cái gì, trước khi cái phần yêu thích của cái người tham gia thí nghiệm á, trong âm nhạc nó tới, nó xuất hiện đúng chưa. Vậy thì ở đây chúng ta có là gì, cái thần kinh ở trong cái khu vực não có tên gọi gì đó thì nó cực kỳ hoạt động chỉ trước khi mà cái phần âm nhạc xuất hiện. Cái phần não nào đây, mình bỏ cái khúc này đi nha mọi người, cái khúc này nói là gì, nó giống như là một cái phần giải nghĩa cho cái thằng này nè đúng chưa. Vậy thì ở đây câu 29 của mình, cái bộ não này có tên gọi là gì? Ok, ok thật ra là chị cũng đã tìm kiếm để xem phát âm thằng này rồi, nhưng mà Oxford lẫn Cambridge Dictionary đều không có từ này, cho nên thực sự chị cũng không biết phát âm nó sao cho chuẩn. Thì mọi người chú ý lên màn hình giùm chị nha. Rồi tiếp tục nữa, vậy thì ở đây á, thì người ta nói là cái gì, thì các cái nhà nghiên cứu á, gọi this chính là gì, gọi cái khoảng cách mà 15 giây này nè đúng chưa, đây là cái giai đoạn anticipatory phase đúng chưa. Vậy thì ở đây người ta nói là gì, cái khoảnh khắc đó được biết đến với tên gọi là gì đấy, anticipatory phase. Ok chưa, thì các cái hoạt động trong phần này của não bộ thì nó liên quan đến cái việc là gì, expectation, kiểu giống như kỳ vọng về những cái phần thưởng, những cái kích thích phần thưởng như là success. Vậy thì ở đây mình thấy cái kích thích phần thưởng của mình là nằm ở ngay chỗ này đúng chưa? Ví dụ như là gì? Ở đây mình có food, người ta đưa food và những cái kích thích phần thưởng khác. Vậy thì có phải food nó nằm trong cái mục là kích thích phần thưởng không? Right? Vậy thì ở đây 31 của mình sẽ là food. Rồi, vậy thì ở đây chị dịch tới đây á, thì chúng ta đã xong được cái câu là 27 đến 31. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần tiếp theo từ 32 cho tới 36 ha. Thì 32 đến 36 là dạng đề chọn từ.
I'm sorry, là cái dạng đề gọi là multiple choice, thì đối với dạng đề này á, thì chúng ta cần phải đọc từng đoạn thôi nè, bởi vì ở đây người ta nói đoạn 1 nói cái gì mà, đúng không? Vậy thì đoạn 1 lúc nãy chị có giải thích rồi, cái đoạn 1 ấy thì nó nói lại về cảm xúc của chúng ta, như tại sao âm nhạc nó lại khiến chúng ta có cảm giác, đúng không? Kiểu giống chúng ta có xúc cảm, cảm xúc cho lộn, tại sao âm nhạc khiến cho chúng ta có cảm xúc. Thì một mặt á, thì âm nhạc nó là một cái hình thức nghệ thuật trừu tượng thuần túy, nó không có sử dụng ngôn ngữ và cũng như không có ý tưởng rõ ràng and yet. Và mặc dù á, chưa hết, chưa kể đến là âm nhạc, mặc dù nó nói rất là ít nhưng mà nó vẫn có cách nào đó chạm vào cảm xúc của chúng ta. Khi chúng ta nghe cái âm nhạc, nghe những bài hát yêu thích của chúng ta, thì cơ thể nó thể hiện hết, nó thể hiện hết toàn bộ những cái triệu chứng của kiểu giống như cảm xúc phấn khích, của việc kiểu giống như cảm xúc của chúng ta dâng trào đó, như là gì, trong này người ta nói là gì, cái đồng tử của đôi mắt của chúng ta sẽ mở ra khi chúng ta nghe nhạc nè, giãn ra nè các mạch máu, và cũng như là gì, huyết áp của chúng ta sẽ tăng lên, và cũng như là kiểu giống như cái dẫn điện dưới da thì nó cũng giảm đi, và kiểu giống như cái vùng tiểu não và cái vùng não mà liên quan đến chuyển động của cơ thể, body bodily movement thì nó trở nên hoạt động một cách rất là bất thường. Vậy thì ở đây có phải là đang nói về kiểu giống như cái phản xạ vật lý mà cái music can be không? Kiểu giống như là kiểu cái cơ thể của chúng ta nó sẽ phản ứng lại với âm nhạc ở mức độ nào, how intense, đúng chưa? Right. Còn ở trên này thì chúng ta how cái việc phản ứng của chúng ta đến âm nhạc nó khác biệt như thế nào? Không có nói khác biệt mà đang nói muốn về cái việc intense mức độ nè, đồng tử giãn, cái toàn bộ cơ thể của mình nó ra sao đó. Còn cái câu C là gì? Chúng ta how little we know. Nó không hề nói cho chúng ta biết là kiểu giống như cái việc âm nhạc nó ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào, và kiểu giống như how little có nghĩa là chúng ta biết về điều này ít như thế nào, không có. Và kiểu giống như là cái mức độ mà kiểu giống như âm nhạc nó có thể ảnh hưởng đến cái việc how cái não bộ chúng ta hoạt động như thế nào thì cũng không thể hiện điều này. Nó chỉ có là gì, cái physical response, có nghĩa là cơ thể của chúng ta nó phản ứng lại với âm nhạc ra sao thôi. Cho nên 32 của mình là B. Vậy thì ở 33 của mình là cái Montreux, cái góc nhìn, what view of the Montreux study mà cái người viết, the writer, thể hiện trong cái đoạn số 2 là, ở đây người ta nói là gì, cái ý kiến, cái góc nhìn của cái nghiên cứu Montreux gì này mà cái người writer họ đã thể hiện ở ông ấy, người đó đã thể hiện trong cái đoạn thứ hai là gì. Thì mọi người thấy như cái đoạn mà chị đang bôi vàng nè, bởi vì các nhà khoa học ấy thì họ đã sử dụng các phương pháp PET và fMRI, đúng chưa, và cái điều này cho phép họ là đưa ra kiểu giống như nhận được một cái bức tranh mô tả chính xác và chi tiết một cách đáng ấn tượng về âm nhạc trong bộ não của chúng ta. Ngay cái câu này cho được chúng ta ngay được đáp án C rồi, 33C. 34 ấy thì cái điều mà cái người viết họ cảm thấy interesting về cái kết quả của Montreux đó là cái gì? Thì thứ nhất, ở trong cái việc mà cái Montreux, cái nghiên cứu Montreux này nè, nó phát hiện ra hai thứ, đúng chưa? Cái thứ đầu tiên đó là gì? Cái sản sinh chất dopamine, nhưng mà dopamine á thì theo như ông người viết nó là gì? Không có thú vị lắm, mà cái thú vị đó là cái điều thú vị nhất, cái điều thú vị hơn, more significant, cái điều quan trọng hơn đó là cái việc mà người ta phát hiện ra được á, là cái tế bào thần kinh dopamine này nè ở trong cái caudate. Thì cái caudate này là một khu vực não bộ nào liên quan đến cái việc học hỏi, trong cái mối liên hệ giữa cái việc mà kiểu giống như phản ứng và kích thích, đúng chưa, và cũng như là dự đoán food, bla bla bla. Ở đây thì người ta phát hiện ra được cái caudate này nè, nó hoạt động mạnh mẽ nhất là vào 15 giây trước khi mà cái người tham gia thí nghiệm á, cái phần âm nhạc yêu thích của họ xuất hiện, đúng chưa? Vậy thì ở đây cái phần này mới là cái phần khiến cho ông ấy ngạc nhiên. Vậy thì ở đây có phải là the timing of participant neural response to the music không? Right? Cho nên 34 của mình chỉ là ấy, chính là 15 giây trước khi mà cái phần cao trào, cái phần yêu thích của họ nó xuất hiện, thì cái não bộ, cái phần đó của não bộ hoạt động mạnh nhất, và chính là cái timing, cái thời gian. Ok chưa? 34 của mình là A. Rồi tiếp tục nữa, 35 của mình đó là người viết họ nhắc đến cái công trình nghiên cứu của Mayer về âm nhạc, music and motion để làm cái gì. Vậy thì ở đây chúng ta tiếp tục qua ha, thì ở đây chúng ta có cái ông này nè, đúng chưa, để chứng minh cái psychological principle này, để cho chứng minh cho cái nguyên tắc tâm lý này á, thì nhà âm nhạc học Leonard Mayer trong cái cuốn sách quan máy về emotion and meaning in music á, đã làm gì, đã phân tích cái phần này trong một cái bản âm nhạc của Beethoven, đúng chưa? The fifth movement, là ở đây người ta nói là kiểu giống như cái chương thứ 5 trong cái tứ tấu của Beethoven.
ở cái cung Si Thứ, đúng chưa? OB131. Rồi, đây là tác phẩm của Beethoven. Rồi, vậy thì cái ở đây nè, để chứng minh cho cái gì? Để chứng minh cho cái này thì ông này ông đưa ra cái ông mới phân tích cái tác phẩm giữa sự liên kết giữa music và emotion. Vậy thì ở đây chúng ta đọc lật ngược lên trên này. Vậy thì cái phân tích cái nguyên tắc này là cái gì, đúng chưa? Vậy thì lúc nãy chị dịch ở đây tới đây rồi đúng không? Vậy thì ở đây nè, ở đây người ta nói là gì? Các cái nhà nghiên cứu gọi cái giai đoạn này á, gọi là giai đoạn anticipatory phase, và họ cho rằng cái mục đích của cái hoạt động này để giúp chúng ta đoán được là gì? Cái sự xuất hiện của cái phần yêu thích, cái phần yêu thích trong bài hát của chúng ta, đúng chưa? Đương nhiên, cái câu hỏi ở đây đó là vậy thì những cái dopamine này nè, R2 nó có mục đích gì, đúng chưa? Tại sao nó lại hoạt động một cách sôi nổi trong cái giai đoạn mà trước khi mà tới cái kiểu giống như cái phần sao ta, cái phần cao trào của cái bài hát như vậy? After all, người ta nói là gì? Rốt cuộc ấy thì chúng ta thường, typical chúng ta thường á, thì sẽ liên tưởng đến sự dâng trào của dolphin với cái niềm vui, hoặc là với cái việc mà kiểu giống như xử lý các cái phần thưởng thực tế. Và chưa hết nha, các cái cụm tế bào này á thì nó như thế nào? Nó hoạt động tích cực nhất khi mà chúng ta, khi mà cái cảm xúc chill của chúng ta á, thì nó chưa đến, ok không? Và khi cái phần cái mẫu giai điệu của chúng ta thì nó chưa được giải quyết, thì một cách để trả lời cái câu hỏi này đó là chúng ta phải nhìn vào âm nhạc chứ không phải nhìn vào cái tế bào thần kinh ấy. Thì mặc dù âm nhạc ấy thì nó được xem, thường được xem là ít nhất á, là đối với những cái người ngoài đó, là giống như là một cái mê cung của những cái khuôn mẫu phức tạp, đúng chưa? Thì nhưng hóa ra là it turns out that, hóa ra là sao? Hóa ra là cái phần quan trọng nhất của cái mỗi bài hát, hay là của mỗi cái kiểu giống như là mỗi cái bài hát, hay là mỗi của cái mỗi cái bản giao hưởng á, là khi các cái khuôn mẫu patterns này nó bị phá vỡ và khi cái âm thanh nó trở nên không thể dự đoán được. Nếu như mà âm nhạc nó quá là rõ ràng á thì nó sẽ rất là chán, đúng không? Giống như là cái đồng hồ báo thức vậy đó. Có rất nhiều các nghiên cứu đã chứng minh được rằng á, thì cái dopamine, cái tế bào thần kinh dopamine này nè, thì nó nhanh chóng mà nó sẽ như thế nào, nó sẽ kiểu giống như là thích nghi với những cái phần mà có thể, phần thưởng có thể dự đoán được. Nếu như mà chúng ta biết được cái gì sẽ diễn ra tiếp theo á, thì chúng ta sẽ không cảm thấy kích thích nữa. Đó là lý do vì sao một số các cái nhà âm, các cái nhà soạn nhạc á, thì thường họ sẽ đặt những cái kiểu giống như là những cái nốt âm nhạc, những cái phần âm nhạc quan trọng ở cái phần đầu của bài hát, đúng chưa? Và cái span, và kiểu giống như phần còn lại của cả cái bài nhạc của họ thì dùng được được dùng á, để tránh những cái sự gì lặp lại một cách nhàm chán, và sau đó thì họ sẽ lặp lại cái key note này của nè, cái nốt quan trọng của họ nữa ở cái khúc cuối, đúng chưa? Và kiểu giống như mà kiểu cái việc mà cái não bộ, kiểu cái việc mà chúng ta kiểu không được đưa ra những cái pattern, những cái khuôn mẫu âm nhạc mà chúng ta kỳ vọng, mà cái việc này kéo dài càng lâu á thì cái cảm xúc, cái khoái cảm nó được kiểu, cái cảm xúc nó được thoát ra thì kỳ càng nhiều, khi mà cái gì, khi cái âm, khi cái khuôn mẫu nó quay trở về một cách đầy đủ, safe and sound, đúng chưa? Thì để chứng minh cái nguyên tắc tâm lý này á, thì nhà âm nhạc học Lennon Meyer này nè, trong cái quyển sách qua mới về Emotion, Meaning and Music vào năm 1956 ấy, thì ông ấy đã phân tích cái gì, cái chương thứ năm của kiểu cái tứ hợp tấu của Beethoven, đúng chưa? Ở cái phần Si thứ OB131 ấy, thì ông này ông nói như thế nào? Ông này ông muốn chỉ ra cách âm nhạc, ok không? Chỉ ra cách âm nhạc đã được định nghĩa như thế nào thông qua cái việc, cái sự tán tỉnh của nó với cái gì, với sâu qua cái sự tán tỉnh của tụi nó, cái cách âm nhạc nó tán tỉnh cái kỳ vọng của chúng ta, cái kỳ vọng mà kiểu cái trật tự xuất hiện, đúng chưa? Tiếp tục nữa thì ông này ông đã như thế nào? Ông này ông đã mổ xẻ 50 cái ô nhịp của cái kiệt tác này, đúng chưa? Và đã cho thấy cách Beethoven ông bắt đầu kiểu giống như bắt đầu bằng cách phát biểu một cách, ông đưa ra một cách rất là rõ ràng về cái gì, về một cái mô hình nhịp điệu, về một cái mô hình nhịp điệu và hài hòa, đúng chưa? Sau đó thì trong trong một cái gì, trong một kiểu giống như trong một điệu nhảy, có một điệu khéo léo và cẩn thận ngừng lặp lại cái điều này, đúng chưa? Thay vào đó thì Beethoven ông sẽ làm gì? Ông sẽ biến tấu cái điều này, để có nghĩa là đưa ra cái statement, đúng chưa?
Sau đó là gì? Sau đó cẩn thận là tránh cái việc không lặp lại tụi nó nữa, mà thay vào đó ông Beethoven ấy, ông sẽ đưa ra những cái sự biến thể của nó, đúng chưa? Ông ấy muốn bảo tồn một cái yếu tố, đó là sự không chắc chắn trong cái âm nhạc của mình, đúng chưa? Khiến cho cái não bộ của chúng ta là kiểu giống như là phải cầu xin để nhận được, kiểu giống như cái một hộp hợp âm mà ông ấy từ chối cung cấp cho bộ não chúng ta, thì Beethoven sẽ giữ cái phần core này, đúng chưa, cái phần hợp âm này đến cuối cái bài hát của ông ấy. Vậy thì ở đây cái việc mà Maison Work này á, về cái music emotion nhằm làm gì đây? Có phải là để offer cho cái support là gì cho cái phát hiện, các cái phát hiện của Moltres study không? Đó là gì? Đó là kiểu giống như là chúng ta sẽ kiểu ở trên đây nè, cái nguyên lý đó là gì? Cái não bộ của chúng ta nó sẽ càng được kích thích khi mà kiểu giống như chúng ta kiểu cái khuôn mẫu âm nhạc nó bị phá vỡ, đúng không? Ở đây người ta nói là gì? Đó, cái khuôn mẫu âm nhạc càng bị kích thích mà khi cái khuôn mẫu âm nhạc nó bị phá vỡ nè. Đây, đúng chưa? Cái phần hay nhất của một âm nhạc đó là gì? Đó là của một cái bản giao hưởng, đó là khi một bài nhạc hay một bản giao hưởng, đó là khi cái phần khuôn mẫu nó bị phá vỡ và khi âm thanh nó còn không thể dự đoán được. Vậy thì cái nghiên cứu này có phải đang là bổ sung cho cái phát hiện của Moltres study này không? Và cái phần này thì nó cũng chạy ra từ trên này xuống, tất cả đều đang liên quan đến Moltres study ha. Tiếp tục, 36 thì theo như Leonard Mayer này nè, thì cái what causes, cái gì khiến cho kiểu giống như những cái phản ứng cảm xúc của người nghe đối với âm nhạc khiến cho chúng ta có cảm xúc phản ứng lại với âm nhạc, đúng chưa? Vậy thì xem này, chúng ta đến cái đoạn cuối cùng á, thì theo như ông này á, thì chính cái sự mà căng thẳng trong cái âm nhạc á thì nó sẽ là cái gì? Nó kiểu giống như nó nảy sinh từ những cái kỳ vọng không được thỏa mãn của chúng ta, và đây mới chính là cái nguồn gốc của âm nhạc. Trong khi á thì những cái thuyết trước đây về âm nhạc tập trung vào cái cách mà cái âm thanh nó có thể nhắc đến về những cái hình ảnh hay cả những cái trải nghiệm trong cái thế giới thật, đúng chưa? Hay người ta gọi ở đây đó là kiểu giống như là ý nghĩa nội dung của nó. Thì ông bây giờ ông lập luận rằng những cái cảm xúc của chúng ta được mà trong có trong âm nhạc á, thì nó đến từ những cái sự kiện chưa được bật mí trong chính cái bản thể âm nhạc. This embodied meaning, kiểu giống như là cái ý nghĩa mà kiểu giống như cái ý nghĩa thể hiện này à, thì nó xuất phát từ những cái khuôn mẫu mà cái gì mà cái bản giao hưởng nó đưa ra, hoặc là nó kiểu giống như nó khơi ra và sau đó nó phớt lờ. Vậy thì có phải cái cảm xúc âm nhạc đến với chúng ta chính là từ cái internal structure of the musical composition không, chứ không phải là bởi vì liên quan đến các câu chuyện các thứ này nọ. Ok, cho nên 36 của mình là đi. Tiếp tục nữa, 30, chúng ta qua đoạn tiếp theo, đó là từ 37 đến 40. Thì đối với dạng này thì mọi người thấy nè, chúng ta sẽ phải nối xem thử là cái ý tưởng này thì nó sẽ nối được với các cái ý tưởng nào trên này sao cho phù hợp, complete cái đoạn này sao đúng với cái bài đọc ở này. Thì người ta nói là gì? Cái Montreal Researcher, các cái nhà nghiên cứu ở Montreal đã phát hiện ra rằng, phát hiện ra gì đây? Ở đây chúng ta sẽ thấy nè, đầu tiên của chúng ta có phải là mình đọc nè, liên quan đến các nhà nghiên cứu. Vậy thì các nhà nghiên cứu thì phát hiện ra hai thứ. Thứ nhất là não bộ của chúng ta sẽ tiết ra cái chất dopamine, và thứ hai nữa là gì? Não bộ của chúng ta sẽ phản ứng 15 giây trước khi cái phần yêu thích của âm nhạc của chúng ta xuất hiện, đúng không? Vậy thì có phải đang nói đến phần F không? Cái phần neural increase có nghĩa là các cái hoạt động thần kinh nó sẽ tăng lên trước khi cái key points trong của cái một cái bài hát, một cái âm nhạc, một cái bản nhạc không? Cho nên 37 của mình là F. Cái này lúc nãy chị dịch rồi nè, mọi người có thể tìm thấy lại được ở cái đoạn số 3 của mình, ở cái đoạn số 3 này, đúng chưa? Đó là một trong những cái nghiên cứu thì họ đã phát hiện ra hai điều này mà, đúng chưa? Rồi tiếp tục, người ta nói là gì? Rất là nhiều nghiên cứu ấy, thì nó đã chứng minh được cái gì, nó đã have demonstrated này nè, nó đã chứng minh được cái điều. Và thì bây giờ chúng ta sẽ thấy nè, đây người ta nói là gì? Rất là nhiều các nhà nghiên cứu, rất là nhiều các nghiên cứu, chính là many study, đúng chưa, thì đã chứng minh được cái rằng là gì, các cái hoạt động của cái thần kinh, cái độ nhầm cái thần kinh dopamine này nè, cái tế bào thần kinh dopamine này, thì nó sẽ nhanh chóng thích nghi đến những cái gì, thích nghi với những cái phần thưởng mà có thể dự đoán được. Nếu như mà chúng ta biết được cái chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo á, thì chúng ta sẽ không có cảm thấy kích thích nữa. Vậy thì có phải là cái kiểu giống như let's say, để xem nào, có phải là các hoạt động não bộ của chúng ta thì nó sẽ giảm đi khi mà chúng ta biết được cái kết quả nó sẽ như thế nào không? Khi chúng ta biết được cái gì đó thì chúng ta không kích thích, chúng ta không kích thích đồng nghĩa với việc cái thằng dopamine neurons này nó không hoạt động nữa, nó không có ra cái, nó không có
tiết ra cái chất dopamine gì đó nữa, đúng chưa? Cho nên 38 của mình là B nè. Tiếp tục nữa thì cái phân tích của ông này về cái tác phẩm của Beethoven á thì đã chỉ ra rằng, để chỉ ra cái gì, vậy thì bây giờ chúng ta tiếp tục nè. Mọi người sẽ thấy ở các nghiên cứu lúc nãy chị dịch ở cái đoạn ông này, đúng chưa, ở cái này thì chúng ta thấy được ấy, thì có phải là ở cái nghiên cứu của Beethoven nè, cái âm nhạc của Beethoven là Beethoven ấy, thì ông ấy như thế nào, ông ấy sẽ bảo quản những cái yếu tố gọi là không chắc chắn trong âm nhạc của ông ấy, đúng chưa, khiến não bộ của chúng ta phải vang sinh cái phần hợp âm mà ông ấy từ chối không muốn cho, và sau đó ông ta sẽ để cái hợp âm đó ở phần cuối của bài hát, ở cái phần cuối của bản nhạc của ông ấy, đúng chưa? Vậy thì ở đây có phải là khá là đang nói về cái việc là chính là kiểu giống như những cái emotive music delays á, thì nó sẽ giving listener, nó sẽ cho những cái người nghe what they expect to hear, right? Cho nên là cái E39 của mình sẽ là ok không? Nó liên quan đến kiểu giống emotive music delays giving listener what they expect to hear, đúng chưa? Chính là kiểu giống như cảm xúc âm nhạc á, thì nó delay lại, nó hoãn lại cái việc là cho cái người nghe cái mà họ muốn nghe, có nghĩa là các người muốn nghe, đúng không, tôi để tôi cuối cùng cho các người nghe nè, và đó kiểu vậy đó. Rồi và các cái nghiên cứu phía trước, có nghĩa các nghiên cứu trước đây á, thì nó đã chỉ ra gì, nó để chỉ ở đây chúng ta thấy nè, thì các cái nghiên cứu trước đây về âm nhạc thì nó tập trung vào cái cách âm nhạc nó có thể nhắc đến, nó có thể ám chỉ đến những cái hình ảnh hoặc giống như những cái trải nghiệm ở trong cái thế giới thật. Vậy thì 40 này có phải là nó đang muốn nói về cái gì, cái emotive music á, kiểu giống như cái cảm xúc âm nhạc á, thì có thể đưa đến cho não bộ chúng ta những cái bức ảnh thật sự và hoặc là những cái sự kiện thật sự không? Bức ảnh actual pictures chính là cái gì? Images, the real world of images, đúng chưa? Events chính là experience. Cho nên 40 của mình sẽ là C. Ok ông nè. Thì cái bài này nó khá là khó hiểu một chút, nó hơi là trừu tượng, cho nên là trong quá trình chị giảng thì có chỗ nào không hiểu á thì mọi người nhớ để lại comment bên dưới cho chị ha. Thì buổi giải đề của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc, thì trong quá trình chị giải thích có chỗ nào khó hiểu tụi em nhớ để lại comment, và đừng quên follow chị nha. Bye bye mọi người, chúc mọi người ôn thi hiệu.